Những năm gần đây, thanh long đã trở thành cây trồng được lựa chọn hàng đầu trong đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở một số địa phương trên địa bàn huyện Gò Công Đông. Đây cũng được xem là cây xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do giá thanh long bấp bênh, chi phí đầu tư khá cao đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Đông, diện tích thanh long toàn huyện đến nay khoảng 225 ha, chủ yếu là thanh long ruột đỏ. Trong đó tập trung trồng nhiều nhất ở xã Kiện Phước, Tân Điền, Tân Tây, Tân Thành và Bình Ân. Theo nhiều nông dân, hiện nay thanh long ruột đỏ giá bán thấp, trong khi đó phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều tăng nên chi phí đầu tư khá cao. Thì trong 2 năm vừa qua thì tất cả bà con thanh long là lỗ hết. Cái giá này cái đầu ra không được. Hiện nay bây giờ giá cũng vẫn còn thấp, bà con vẫn lỗ. Nhưng mà làm thì phải làm thôi. Bây giờ biết làm sao bây giờ? Giờ có yêu cầu là nhà nước để hỗ trợ cho gia cái mức lớn vốn về hạn mà lãi thấp để cho bà con duy trì được cái vụ thanh long này. Cái tình hình hôm nay thì giá cũng hơi bất ổn. Giá năm nay chỉ là cao nhất là chỉ là có 10-12 ngàn ký thôi, luôn cả cái hàng đèn luôn nữa. Cũng có cần chút đỉnh vốn đặng cho bà con người ta đặng ta duy trì cái sản xuất cái thanh long này. Mà giờ mỗi khi mà ta bỏ phân xuống là cũng ngần ngại lắm, ta cũng cân đo đếm đồ này cái nọ kỹ lắm mới bỏ đó, chứ không phải như mấy em trước đâu, không bỏ là bỏ, giờ muốn bỏ là phải làm cho kỹ. Còn mình nếu tính toán không kỹ là lỗ cái lóng phân đó. Còn đối với gia đình ông Trần Công Bào, xã Long Thuận, thị xã Gò Công, hiện ông trồng hơn 600 gốc thanh long được 4 năm tuổi ở ấp Xóm Tụ, xã Kiển Phước. Trước tình hình giá thanh long lên xuống thất thường, ông ngán ngẩm. Thì bây giờ giá cả thì cũng bấp bênh lắm, thí dụ hàng mùa mấy năm về trước á, chưa dịch á, thì nó còn 12 ngàn, rồi bây giờ á, thì dịch vô rồi mà hàng xong đèn á, nó chỉ còn 3 ngàn, 5 ngàn cũng có, mà 7 ngàn cũng có, tùy theo giá. Còn phân á thì bây giờ á, thanh long rẻ mà phân á, nó lên tới là hiện bây giờ là 1.350.000 một bao. Còn thuốc thứ gì nó cũng lên. Còn công á, thì đó giờ anh nghĩ đó, công giúp que 30 ngàn một tiếng đó, chính quyền nào hỗ trợ dùm không, chứ giờ mần nếu mà thí dụ mà giá bấp bênh về là cái nhà vườn ta chặt hết, đâu chịu gồng nổi đâu, lỗ quá lỗ không ai chịu nổi. Hiện nay thị trường tiêu thụ thanh long đã và đang đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Để tạo điều kiện cho vùng trồng thanh long của huyện phát triển ổn định, bền vững, đúng quy hoạch, các ngành chuyên môn của huyện nên khuyến khích hướng dẫn nông dân sản xuất theo mô hình liên kết, nâng cao chất lượng trái thanh long theo hướng bảo đảm an toàn sinh học, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu để cây thanh long phát triển ổn định và lâu dài.